Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tăng tần suất các chuyến bay xe khách và tàu hỏa dịp lễ từ 0 giờ ngày 29 tháng 4. Vẫn tái diễn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm. Tối ngày 28 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành công điện hỏa tốc về hoạt động vận tải trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cho phép tăng tần suất các hoạt động vận tải áp dụng từ 0 giờ ngày 29 tháng 4. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép tăng tần suất lên 28 chuyến bay khứ hồi trên một ngày trên đường bay trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 29 đến hết ngày 30 tháng 4. Các đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại, mỗi đường bay khai thác 8 chuyến khứ hồi một ngày. Các đường bay đi những địa phương khác sẽ căn cứ theo nhu cầu của hãng hàng không. Về vận tải hành khách liên tỉnh, đối với vận chuyển hành khách trong nhóm các tỉnh có nguy cơ được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt. Đối với vận chuyển hành khách thuộc nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp, được hoạt động 100% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch. Về lĩnh vực đường sắt, từ 0 giờ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, tuyến Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 5 đôi tàu khách một ngày. Các tuyến Hà Nội, Thanh Hóa, Đồng Hới, Đà Nẵng, Yên Bái, Đồng Đăng, Quán Triều, Sài Gòn, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Yên Bái chỉ khai thác tối đa 1 đôi tàu khách một ngày. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy chở quá số người quy định, chạy với tốc độ cao, không chấp hành luật giao thông và gây ra tai nạn giao thông liên tục tái diễn. Những hệ lụy trên xuất phát từ chính ý thức người tham gia giao thông chưa cao, đặc biệt là giới trẻ. Bất chấp việc cấm tụ tập đông người trong lúc thành phố và cả nước đang căng sức chống dịch COVID-19, bất chấp những cảnh báo và xử lý của các cơ quan chức năng, thời gian qua, trên các tuyến đường thành phố Thanh Hóa vào buổi tối, nhất là từ 21 giờ đến 23 giờ, tái diễn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng trên đường, thậm chí có nhiều trường hợp đeo 3-4 netpo gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và là một trong những nguy cơ lây lan dịch bệnh. Có những tốp thanh thiếu niên chạy tốc độ cao, lạng lách, tạt đầu xe ô tô khác trên đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tôi là thường là lái taxi là hay đi làm muộn, mà gặp những cái trường hợp thanh thiếu niên lạng lách đánh võng thì bản thân của tôi cũng rất là sợ. Thường là cứ mình cứ phải nhường người ta thôi, mình cứ phải né ra để cho đi. Còn nếu như mà khi mà người ta đã đi mà đã đánh võng á, thì không lường trước được cái tai nạn hay là những cái rủi ro, không riêng gì cho họ mà cho những người đi tham gia giao thông. Cũng mong cho các cái lực lượng chức năng là làm sát sao cho việc này, mà đã bắt thì không những là phạt nặng mà còn có những cái biện pháp để ngăn chặn những cái hành vi như thế. Tình trạng một số anh em thanh niên đang còn tham gia giao thông và cái ý thức chung là chưa được cao, điển hình như là cái việc mà họ rú ga và lạng lách là gây ảnh hưởng rất nhiều. Bản thân tôi là đi rất là tốt nhưng mà tôi vẫn hay bị giật mình về những việc đó, và tôi muốn là sẽ có những cái cơ quan chính quyền là nên có những cái hành động biện pháp triệt để hơn để đảm bảo an toàn cho cái người đi đường và để chấm dứt những cái tình trạng đi xe không đảm bảo an toàn giao thông. Được biết, thời gian qua, lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ có hiệu quả trong thời gian thực hiện kế hoạch cao điểm. Khi không có bóng dáng của lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm lại nghiêm trọng hơn. Và đây là nguyên nhân chính gây mất an toàn giao thông. Thực tế, đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ đối tượng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm, chở quá số người quy định. Rõ ràng, tình trạng thanh thiếu niên không chấp hành luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường là vấn nạn và là nỗi sợ hãi bức xúc của người dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết, công tác kiểm tra xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng cần được thực hiện thường xuyên, quyết liệt và có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.